Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi sáng thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018, Thanh Nguyễn rất vui mừng được tiếp một loạt các thiết bị âm thanh cao cấp để gửi đi mọi miền của Tổ quốc Việt Nam thân thương, cũng như để đáp ứng cái nhu cầu thưởng thức âm thanh yêu ca hát của các bác. Thì những thiết bị này là những thiết bị như sau. Thiết bị thứ nhất là một chiếc vang có tên là DBX228 phổ rút. Đây là một dòng vang cơ lai số, nó có khả năng hát karaoke cũng như nghe nhạc hết sức tuyệt vời. Dòng vang này đã quá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, là chiếc vang DBX228 phổ rút này Thanh Nguyễn là người đầu tiên đưa về Việt Nam vào đầu năm 2017. Từ đó được nhân rộng và phát huy trên toàn quốc với phân khúc tiền không cao, giá là 1.200.000 đồng, nhưng có thể đáp ứng được, làm say lòng được những người đam mê âm thanh yêu hát. Một chiếc vang cơ lai số, nó làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là về nhạc và nhiệm vụ thứ hai là về mic. Thì chiếc vang này Thanh Nguyễn sẽ test ra bác Phạm Thanh Tú ở Bình Dương, có địa chỉ như trong hóa đơn và số điện thoại. Và hai thiết bị cùng lúc Thanh Nguyễn sẽ test, đó là một chiếc mic UG925 mã và một chiếc lọc DBX2231. Thì chiếc lọc DBX 2231 này là một dòng lọc nguồn xuyến người máy làm, nó là những công ty lớn thực sự đã sản xuất và chế tạo ra chiếc lọc này, được kiểm tra trên dây chuyền ngặt nghẽo trước khi đưa ra người tiêu dùng. Do vậy, chiếc lọc DBX221 này độ bền cực cao, âm thanh cực hay, chính xác tuyệt đối, không như người làm. Người làm là chúng ta làm thủ công, do vậy âm thanh nó sẽ có những phần ảnh hưởng như sôi xì, rồi là chất lượng không đảm bảo, đáp tuyến không đủ. Một chiếc lọc quá nổi tiếng. Và thứ hai, Thanh Nguyễn vui mừng test lên lúc hai bộ mic xua UG925 mã. Chiếc mic xua UG925 mã là một trong dòng mic Thanh Nguyễn vẫn đánh giá là một dòng mic cao cấp nhất, có thể tuyệt vời nhất trên thị trường Việt Nam. Đến thời điểm này có thể nói là hàng triệu người dùng mic xua. Mic xua UG925 là một dòng mic có những đặc điểm sau. Thứ nhất là cho giọng ca cực kỳ là phiêu, hay, ấm ở bát, ngọt ở trung và sáng ở chép, có khả năng trung ú, đồng thời là mic thông minh tự ngắt để xuống bàn sau bao rơi và 15 phút sau tắt hẳn để tiết kiệm pin. Là mic xua bắt sóng không bỏ, không vấp, không ngắt quãng, bắt xa 100m. Và dòng mic với phân khúc tiền không cao, trong năm 2017 và 18 thì cuộc hỗn chiến trên mạng cạnh tranh giữa những người bán mic xua. Do vậy, nhà xuất hoặc là những người thương gia đã đặt rất nhiều dòng mic xua gọi là nhái, không chuẩn như dòng mic loại 1 này. Thì dòng mic xua này, anh Nguyễn sẽ lưu ý cho các bác khi sử dụng mic xua và mua xua. Mic xua xịn, UG9 là xịn, nó phải đảm bảo là 4 cân 2. Thì trong đó nó có những gì sau, gồm có vỏ hộp, hai tay mic, cục nguồn, dây sau ly, hai chống ngăn, hai pin hỗ trợ và đầu thu, anten và cái tai mic. Phải đảm bảo được 4 cân 2 thì đó với là mic xua UG9 loại 1 thôi nhé. Và Thanh Nguyễn đang bán với giá 2.600.000 đồng. Đấy, còn dòng mic 4 cân giá của nó chỉ từ 2.200.000 đến 2.300.000. Và dòng mic 3 cân 7 giá nó chưa đến 2 triệu nhé, chưa 2 triệu. Thì đấy là cái đầu tiên, các bạn muốn mua dòng mic xua UG9 xịn, bác chỉ cần đầu bán tôi bộ mic trọng lượng là 4 cân 2. Đấy, và mic xua xịn nó phải đảm bảo các yếu tố đó sau nữa. Cái đầu mic bác nhá, đầu mic thì nó phải là cái màu vàng nhạt, màu vàng sẫm không phải, mà phải màu vàng nhạt. Đấy, màu đỏ không phải không nhá, bằng nhạt thế này. Và nếu mà dòng mic xịn thì bao giờ bác hát nó cũng ngọt, nó ấm, cái giọng trung đấy, trung bao giờ nó cũng là ngọt ngọt, nhưng nó ngọt mềm, nó không ngọt thanh và hát rất là phiêu, độ bền cực cao. Thế đây là dòng mic xua xịn bác nhá, xua xịn. Còn nếu như anh em mà là khẳng định cái dòng mic mà 4 cân 2 này bán 2 triệu, bán 2.200.000, 2.300.000, bác cứ mua. Và anh ấy cũng khẳng định dám những người bán mic như này 2.200.000, 2.300.000, và anh Nguyễn
cam kết không bán quá, tức là không chịu đồng nhiệt, nếu bán chỉ bù lỗ nhá. Dòng mic này là mic xịn, anh khẳng định các bác đấy, 4.2 với là dòng mic xịn UG9 hát cực hay cùng ngọt. Và em khẳng định cái dòng mic UG9 này nếu mà hát mà chuẩn lại một bác nhá, BBS không là cái gì, anh cũng khẳng định BBS không không hay ở dòng mic này đấy. Nếu mà trừ trường hợp mic xua bây giờ bị nó hỗn loạn các loại mic xua, cứ ghi mic xua, nhưng thực ra có những cái mic 3.7 có rất nhiều các bác cầm mic về anh Nguyễn snap để đồng bộ con số, nhưng mà khi anh Nguyễn lấy cái mic ra cắm vào hát thử các bác công nhận là hay, bởi vì nó là mic loại một. Do vậy bây giờ rất nhiều người bán hàng 3.7 cũng loại một, hàng 4 cân cũng loại một, thì em không hiểu nó loại một là cái gì. Loại một thì đấy là cách các bác muốn mua cái mic này, cứ 4.2 với em đấy, ai bán được 2.2-3 triệu cứ bán, nếu mà khẳng định được cái hàng này. Còn là anh Nguyễn bán 2.6 đó nhá, 2.6 bao ship tận nhà các bác và bảo hành. Cái dòng này là dòng cực hay và anh Nguyễn bán đến bây giờ hàng có thể 500-700 bộ mic, nhưng cái khả năng hỏng cực ít nhá, nó không rơi được quá 1% đấy. Thì hôm nay anh Nguyễn sẽ test liền lúc hai cặp mic xua vào chiếc lọc cho bác, là một bác Bùi Khắc Toàn ở Hải Dương, số điện thoại như trong hóa đơn. Và bác thứ hai đó là bác Nguyễn, đây là cặp mic xua. Thì những cặp mic này anh Nguyễn khẳng định các bác là những dòng mic rất là xịn, nó đảm bảo được đủ các giải tần của mic. Bây giờ em thử, bác nghe thử nhá, rất là hay. Lên 1 2 và đây là đang cắt với chúng ta và vừa cái số David 1 2 thứ tuyệt vời luôn, 1 2 3 4 5 6. Đây là dòng mic U gửi 9 2 3 loại 1 4 cân 2. Mặt mũi rất đẹp, nhớ rất đẹp, rất là sáng sang trọng, chữ nghĩa led